Chào các bạn quay lại với tựa game Planet Zombie 2. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục ở thế giới thứ 8, Neon Mistap Tour, tạm dịch là kỷ nguyên âm nhạc và ánh sáng. Hiện tại thì cái thế giới này mình đã thu được là củ dền phát nhạc nè, cầm tay xạ thủ và cây xạ hương thời gian. Còn ba cái cây này thì mình chưa thu được các bạn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ chiến đấu tiếp tục ở cái thế giới này luôn. Rồi, chúng ta vào game thôi các bạn. Mình đã chơi được đến level số 17 rồi. 16 các bạn, và hôm nay mình sẽ tiếp tục ở level số 17. Mình sẽ cho qua nhanh phần này nha các bạn. Tức là cái ông này ông nói có ông ngửi thấy cái mùi gì đó. Có lẽ là cái màn này mình sẽ thu được cây tỏi rồi các bạn. Rồi ở cái kỷ nguyên này thì nó cũng không có ánh sáng nhiều các bạn, cho mình vẫn sử dụng là cây nấm này luôn. Cây nấm mặt trời. Mình sử dụng cây này thì phun lửa mình không sử dụng, mình sử dụng cây này đi. Mình sử dụng cây ăn thịt nè. Đó, cải vệ sĩ nè, cần tây nè các bạn, cần tây xạ thủ, xạ hương thời gian. Rồi để mình xem coi mình tấn công, mình thủ, mình cần cái gì nữa đây. Sử dụng cây cải nè các bạn, cái cải này cũng khá là hay. Rồi, hôm nay mình không có sử dụng cây cải này. Rồi chúng ta chiến thôi các bạn. Rồi, mình trồng nấm thôi. Đó, lâm zombie đã xuất hiện rồi các bạn. Mình tiếp tục trồng nấm luôn các bạn. Mình sẽ cho cái con cây ăn thịt xử nó các bạn. Mình sẽ trồng một hàng cây ăn thịt. Mình sẽ trồng nó ở vị trí này. Mình sẽ trồng nhiều nấm các bạn. Tiếp theo cây ăn thịt là sẽ cây sạc điện nè các bạn. Ờ mày hả? Mình phải trồng thiệt nhiều nấm các bạn để mình có sân. Mình trồng thật nhanh lên. Mày hả? Cái con này nó dai ghê các bạn không? Hy vọng là cái con kia nó ăn thịt kịp. Không là mình sẽ bị mất cây đó. Chắc lẽ là mình bị mất rồi các bạn, mình bị mất một cây rồi. Mình bị mất một cây rồi. Mình đã bị mất một cây rồi. Ôi chết. Nó qua được rồi. Mình trồng cái này các bạn cho nó lui lại. Cây xạ hương thời gian thì nó sẽ lùi zombie về vị trí xuất phát các bạn. Đồng thời nó cũng sẽ hồi máu cho zombie luôn. Nó có cái hay nhưng mà nó cũng có cái dở các bạn. Thêm một cây sát thủ nữa. Ôi chết cha, cái hàng này nó vượt qua rồi. Thêm một cây zombie ăn thịt nữa. May hả? Ôi chết cha, nó vượt qua một con rồi các bạn. Nó ăn một cây nấm của mình mất. Ôi trời ơi, hai con luôn các bạn. Mày hả? Ôi chết cha, ở đây một con nữa mình không thấy. Mình đã bị mất một cây nấm rồi. Ồ, hàng bên này nữa các bạn. Ồ. Trồng nấm thôi. Giống như bị vỡ trận vậy. Ôi chết cha, bên này nãy giờ không thấy bên này nữa. Mày hả? Trồng nấm thôi. À, nãy giờ mình quên cái này mất. Mình quên sử dụng cái lá. Ôi trời, cái con này nó ăn cái lá mình còn hơ luôn các bạn. Trồng nấm thôi các bạn.
cây điện giật này nó không xi nhê. Mày hả? Sử dụng cây này mình cũng quên mất cái cây này. Đó, thêm cái hàng phòng thủ ở đây. Thêm ở đây một cái nữa các bạn. Mày hả? Đây một cây nữa các bạn. Mày hả? Mình trồng hai cây ngò là chắc cú luôn nè các bạn. Hai cây hành tây chứ. Hành tây sát thủ. Mày hả? Mình tưởng là mình vỡ trận rồi chứ. Chắc chắn là mình sẽ thắng được các bạn. Lụm cho nó nhanh nè. Mày hả? Rồi, các bạn thấy không? Mình chắc chắn mình thu được cây tỏi nè. Cây này nó là dạng cây độc các bạn. Đấy, một hồi mình sử dụng nó, cái level sau thì mình sử dụng nó sẽ như thế nào đây. À, rồi vậy là mình đã thu được cây tỏi các bạn. Và bây giờ mình đến level số 18 thôi. À, và mình sẽ chọn cây nấm nè các bạn. Cây nấm, cây sạc điện nè, cây nổ luôn bạn, cây bắp luôn nè, cây phun lửa luôn nè, cây ăn thịt nè. Không, mình không chọn nào. Mình sử dụng cây nào nhỉ? Cây về cải về sĩ cho các bạn. Mình thêm cái này một ô nữa đây các bạn. Mình mất 2000 điểm luôn. Chơi luôn. Wow, cây này. Đó, mình đây mình nó có mặc định là cây tỏi nè các bạn thấy không? Đó, và mình bỏ cái này lại đi, mình sử dụng cây xạ hư thời gian đi. Rồi. Chiến thôi các bạn. Ô, hàng tấn công của chúng ta khá yếu các bạn. Mình chọn những cây này tấn công khá là yếu. Có cây này à. Mình chỉ có một cây phòng thủ thôi. Mày hả? Phải trồng thêm cần thôi rồi. Cần tay xạ thủ. Trồng thêm nấm nè. Thêm tỏi luôn. Thêm cần tay nó có may hả? Mình chọn một hàng cây để sạc điện này các bạn. Mình phải có một hàng cây sạc điện mới được. Thêm bắp nè. Ôi trời sao cái đây lại có cây nấm vậy? Chết cha rồi. Nhạc lại nổi lên rồi các bạn ơi. May hả? Mày hả? Mình sợ cái cây quay quay các bạn. Cái cây quay quay nó ghê lắm.
Mày hả? Mày hả? Chết cha, cái cây quay quay ở vị trí này rồi. Ây da, được đông quá, đông quá. Mình sử dụng cái đàn quốc lợi nè. Người ta mất luôn cái hàng bắp rồi. Mất luôn một cái máy cắt cỏ nữa à. Mày hả? Ồ, địch đông quá. Cũng hên là còn mấy cái nấm này thôi. Mình đã bị mất một cái mắt. Ủa, chúng ta qua màn luôn rồi các bạn. Ồ, đơn giản vậy à. Ồ, mình còn dư hai cái này nữa nè. Ồ, vậy là mình chiến thắng rồi các bạn. Ồ, chiến thắng đơn giản vậy à. Rồi, chúng ta tiếp thôi các bạn. Rồi, chúng ta lên level số 19 rồi các bạn. Đó, và ở level này thì cái cây nó cho mình mặc định. Ủa, cái cây gì đây? Cái cây này, cái cây gì lão quá các bạn. Mình không biết cái cây này là cái gì luôn. Cây này không biết nó có tác dụng gì nữa. Điện giật à. Cái này là có củ dền phát nhạc. Ủa, cái cây này là cái cây gì các bạn? Mình lần đầu tiên mình thấy cái cây này luôn nha. Cái này giống cái cây Việt Quốc với người ta. Ôi ôi, thấy ghê không? Nó giật cái rồi nó ngủ luôn các bạn. Trời ơi, nó giật phát là nó ngủ luôn. Ôi ôi, quá mạnh luôn các bạn. May hả? Trời, hay quá, hay quá. Cây này hay quá các bạn, khá là hay luôn. Bây giờ mình phải trồng ở dưới này một chút các bạn. Mình trồng ở trên này, con này nó ăn uống quá. Mình trồng dưới này. May hả? Sử dụng cái này các bạn. Vẫn còn bảo toàn được cái máy đó. May hả, may hả, nhảy hả. Đục ở xa nó vẫn tấn công được các bạn. Chết cha, nó lượm cái cây. Nó lượm cái cây hành của mình rồi. Nó lượm cái củ dền của mình rồi. Mình cho cái này nó ăn lá cho nó như thế nào. Mày hả? Ôi chết cha, con này sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Mày hả? Ủa, cái cây này khá là hay các bạn. Cây này khá hay luôn á. Đánh từ xa luôn. Chỗ nào nó vẫn công, tấn công cũng được hết. Quất cái là gùi hết trơn luôn. Mày hả? Trời, chết cha, zombie bự, zombie bự. May hả, rụi luôn rồi. Còn mình tưởng là nó sẽ khó khăn đấy chứ. Mà mình quánh một cái là còn zombie bị ui, nó rụi luôn các bạn. Ồ, cây này khá là mạnh các bạn. Không biết cái cây này là cái cây gì đây.
Rồi, chúng ta đến level số 19 rồi các bạn. Ở chiến thôi. Và lần này thì nó cho mình chọn nè. À, mình phải có cây nổ nè. À, và nấm nè. Mình không sử dụng cây ăn thịt nữa các bạn. Cây ăn thịt nào, mình phải tăng tốc nó mới được. Cây này. Ồ, đây nó có cây này. Blueberry. À, cây này blueberry các bạn, nó phá rồi. Mình phải mua giá 109.000. Nhưng mà mình không mua đâu. Cái nồi nó bao nhiêu xanh mình không biết nữa. Mình sử dụng cây này đi. Đó. Cải vệ sĩ nữa các bạn. Cải vệ sĩ khá hay. Mình thích cái cải vệ sĩ rồi. Nó đâu rồi? Đó. Thêm một cây nữa là cây nào đây? Thì mình có cây điện giật rồi. Cây tấn công. Cây tấn công thấp một chút. Đầu nảy này nó cũng khá là hay nè. Cây này tới 175. 150, 75. Rồi, cây làm chậm luôn các bạn. Rồi. Để được dược làm chậm các bạn. Trồng nấm thôi. Chúng ta đến ngày thứ 20 rồi. Đó. Zombie chưa party nữa kìa. Tranh thủ trồng nấm thôi. Để có cái cây hành tây xạ thủ nó xà được cái con này không. Chỉ được cái tay thôi các. Ồ, rụng luôn rồi. Ôm rồi. Như là được rồi. Dùng cái 200 này luôn các bạn. Cái này cũng khá là hay. Cho cái này nó chậm lại. Nó lui lại một bước các bạn. Lui lại mình tấn công tiếp. Tăng cường lên. Nắm mặt trời của chúng ta cũng lớn dần rồi đây. Cha là có cái con quay cầm cái micro quay quay kìa. Con đó khá là nguy hiểm rồi. Ôi, nó quay luôn của mình mất tiêu rồi. Quay nè, này thì quay nè. Ôi trời, mình mất một cây rồi. Bum nè. Chậm lại nè. May hả? Ôi chết cha, chúng ta mất một cái máy cắt cỏ các bạn. Sử dụng cây này không lẽ nó không hiệu quả rồi à? Mất luôn à, mất hai cái máy cắt cỏ luôn. Ba cái máy luôn, mất bốn cái máy luôn à. Chậm lại nè. Hết nấm luôn. Nó chết luôn, hết nấm luôn các bạn. Ồ, quánh cái trận này te tu hết trơn luôn. Rồi, mình cho mất một cái máy cắt cỏ nữa luôn. Rồi luôn. Thêm nắm. Giờ mình không đủ. Mình không có nắm để mình có xanh các bạn. Mày hả? Ủa vậy hình như chỉ còn hai con này thôi à? Mình chỉ còn, mình sợ nó còn một đợt tấn công nữa. Vậy thì mình cho cái này cho nó nhanh nè. Mày hả? Ồ, mình thu được cái micro các bạn. Rồi, vậy là chúng ta vượt qua cái D20 cũng rất là gọn ràng các bạn. Mình tưởng là nó lâu lắm. Ồ, một cái micro à, đã đến lúc karaoke rồi. Rồi,
chúng ta đã hoàn thành xong cái đề số 20 rồi các bạn. Và mình cũng dừng clip lại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những level tiếp theo nhé.